Hiện nay, chung cư đỏ Khe Xanh, phường 10, thành phố Đà Lạt đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào bởi tình trạng sạt lở bờ ta luy khá nghiêm trọng. Hơn 40 hộ dân ở chung cư đỏ đang rất mong chính quyền địa phương và các ngành chức năng nhanh chóng gia cố bờ ta luy để đảm bảo cuộc sống khi mùa mưa bão đang đến gần. Người dân đang sinh sống tại chung cư đỏ Đà Lạt cho biết bờ ta luy cao 15 mét bên cạnh khu chung cư tiếp giáp với đường đèo Mimosa đã xuất hiện hiện tượng sạt lở cách đây hơn một tuần và tiếp tục có xu hướng lan rộng. Điểm sạt lở cách chân móng của tòa chung cư đỏ chừng 3 mét và ăn sâu vào bên trong theo kiểu hàm ếch, rộng từ 4 đến 5 mét. Theo các hộ dân ở đây, bên cạnh việc ảnh hưởng do mưa kéo dài ở Đà Lạt trong nhiều ngày qua, thì còn có nguyên nhân trực tiếp do ảnh hưởng của công trình dân sinh đang thi công bên cạnh. Việc thi công này cộng với mưa lớn đã gây nên tình trạng ùn ứ, lượng nước đổ về khu vực này đã làm mềm và ảnh hưởng đến cấu trúc của đất, gây nên sạt lở trầm trọng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngoài việc cấm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, người dân chung cư đỏ đã thông báo sự việc cho cơ quan chức năng và đề nghị khẩn trương có hướng khắc phục. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Trung tâm Quản lý nhà và các phòng chức năng của thành phố Đà Lạt đã khảo sát, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan trước mắt tiến hành trám lại những vị trí đất nước trên bề mặt và phủ bạt toàn bộ vùng sạt lở. Song song đó, tiến hành đấu nối hệ thống mương thoát nước qua vị trí khác để ngăn không cho nước mưa chảy vào khu vực trên. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, hiện thành phố đang xây dựng phương án trích ngân sách địa phương tiến hành xây bờ ta luy từ mặt đường đèo Mimosa lên đến khu vực sạt lở theo dạng bậc tam cấp, gia cố lại toàn bộ ta luy khu vực này. Được biết, chung cư đỏ là khu chung cư kiểu mẫu đầu tiên của thành phố Đà Lạt chào mừng 115 năm Đà Lạt hình thành và phát triển năm 2008.